làm gì trên phôi gỗ nu hương như thế này. Và đây chính là thành quả sau hơn một tháng chúng tôi đã cắt, gọt, tỉa và thổi hồn lên trên cái gốc nu hương này. Và cái gốc nu hương này thì hiện tại bây giờ đã bắt đầu ra hình. Và trên hình đây thì các bạn đã cảm nhận thấy, nhìn thấy một cái hình tượng rất là quen thuộc, đó chính là Đức Phật Di Lặc. Và hình tượng Đức Phật Di Lặc thì nhiều người cũng vẫn hay thường nói đây là một vị thần tài. Và có 10 nhà thì sẽ có đến cả 9 nhà đều đang trưng bày tác phẩm về cụ. Nhưng mà chắc chắn trong 9 nhà đó, khi mà trưng bày cái tác phẩm của Bùi Gia như này thì sẽ có những cái điểm khác biệt về những cái đường nét, về cái thần thái và cái độ tinh xảo. Và với lối đục thủ công cho nên là từng cái cành đào này cho đến những cái khóe miệng này và cái hàng lông mày rồi khóe mắt đều được chúng tôi đục, gọt và tỉa rất là kỹ càng và sắc nét. Những cái tà áo này, những cái vạt áo, những cái mép của cái áo này thậm chí là nó chỉ mỏng bằng một cái tờ lịch thôi, vì là chúng tôi đã lấy những cái đục để đục hoàn toàn bằng tay. Cho nên là khi mà hất cái đục vào đây thì nó tạo ra được cái độ mà bay này, độ mỏng của từng cái nếp gấp trên quần áo. Đấy chính là cái điểm khác biệt giữa đục tay với đục máy ở chỗ đó.